thu hút hàng nghìn lượt du khách tới cổ vũ. Trong không khí vui tươi của những ngày diễn ra lễ xin đôn ta, lễ cúng ông bà, năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, ngày 28 tháng 9, tại sân đua bò huyện Chi Tôn, xa núi Tô, đã diễn ra hội đua bò bảy núi, tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 26, năm 2019. Tham gia hội đua bò bảy núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành thuộc tỉnh An Giang và các đôi bò đến từ các huyện Giang Thành, Hòn Đất. Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang và lần đầu tiên có sự tham gia của các đôi bò đến từ tỉnh Sóc Trăng. Trải qua một ngày thi đấu, đôi bò mang số đeo 06 của ông Nguyễn Văn Liệt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, đã giành giải nhất hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019. Tiếp theo đôi bò số đeo 33 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Châu Lang, huyện Tri Tôn, giành giải nhì, giải ba thuộc về đôi bò có số đeo 26 của ông Huỳnh Văn Tài, huyện huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang giải tư thuộc về đôi bò mang số đeo 50 của ông Lê Đức Tài, xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho 4 đôi bò khác để tạo điều kiện cho người dân và du khách đến xem lễ hội đua bò độc đáo của người dân Khmer. Ban tổ chức không thu phí vé vào cổng xem các trận thi đấu của hội đua bò.